Lại là một tên Saiyan nữa sao? Mà trong tên này có vẻ quen quen. Thôi chết rồi, sao tự nhiên bây giờ thấy hối hận về quyết định ban đầu của mình quá vậy ta? Nhìn hắn trông có vẻ như là một người Saiyan. Lùi lại đi, em không có cửa đâu. Đây là cuộc chiến giữa những người Saiyan với nhau. Hả? Hên quá, anh Gohan ơi, chúng ta đã có người đến giúp rồi. Tốc độ kinh hoàng quá, chỉ trong thoáng chốc mà hắn đã xử lý hai tên rồi. Ơi, tính ra không hiểu sao đến giờ mình vẫn còn sống luôn á. Không sao, rồi các người sẽ chết sớm thôi. Ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao Gohan? Ngươi còn yếu hơn phiên bản mà ta đã gặp trước đây nữa. Hả? Sao ngươi lại biết tên ta? Rốt cuộc thì giữa ta và ngươi có mối liên hệ gì với nhau? Đó còn là mối liên hệ máu mủ đấy anh trai à. Tiêu rồi, anh ấy đã bị dồn góc chân tường rồi. Không, không lẽ mình sẽ chết tại đây sao? Đằng nào cũng chết, nên ít nhất mình cũng sẽ phải thử. Cha của ta và ngươi, Son Goku, hắn đã bỏ rơi hai mẹ con ta ở ngoài vũ trụ xa xôi kia. Ta cũng đã từng muốn làm điều tốt, nhưng mà chẳng ai nghe ta cả. Bởi vì thứ duy nhất mà bọn chúng quan tâm chính là cái gen đặc biệt của ta. Ta, Psychor, chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa người Saiyan và Kaioshin. Hả? Vậy đây chính là thằng em trai thất lạc của mình ư? Tại sao ba mình lại không nói cho mình về chuyện này nhỉ? À quên, nếu ba nói ra chắc mẹ đuổi ba ra khỏi nhà luôn quá. Tính ra cũng lạ nhỉ, ngươi không cảm thấy sợ sao? Sợ á? Ta đã vứt bỏ thứ đó từ lâu lắm rồi. Ngươi sai rồi, nỗi sợ luôn tồn tại trong mỗi người, dù là nhỏ nhất. Và vì trong ngươi có vẻ hiểu biết khá rõ về nỗi sợ, nên ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới gọi là nỗi sợ thật sự. Lúc đấy thì ngươi sẽ phải biết thân biết phận của mình lại. Tiêu rồi. Ê, thôi chết mẹ rồi, sao tự nhiên đang quýnh nhau nhìn qua bên này chi vậy ba? Mạnh, mạnh quá. Cái chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Sao trời đất nó quay cuồng dữ vậy? Không có gì đâu, anh đã dùng dịch chuyển tức thời để tránh va chạm nên là chúng ta hoàn toàn an toàn rồi. Hên quá, mém tí nữa tôi gặp Maradona luôn rồi. Mà khoan, nơi này trông có vẻ lạ lạ. Sao tôi có cảm giác như anh em mình đang đứng ở trên mặt trăng vậy? Ơi, cái gì vậy? Đúng vậy, có vẻ như chúng ta vừa bị đá lên đây thì phải. Đằng kia chính là trái đất của chúng ta. Trông nó đẹp và tròn. Wow, đúng là view này đẹp phết. Nhưng mà anh Gohan ơi, anh bị sao vậy? Anh ơi, cái gì? Chuyện gì mới xảy ra? Anh Gohan, anh Gohan nó bị mất kiểm soát rồi sao? Không lẽ mình chỉ có thể tới đây thôi sao? Không, ta biết là ta không hề mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ bỏ cuộc. Cũng khá đấy. Anh Gohan ơi, hên quá, cuối cùng anh cũng đã trở lại rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đánh bại tên này nào anh Gohan. Cảm ơn em, mặc dù chưa biết tên em, nhưng mà em lại làm anh nhớ đến một người em đã mất của anh đấy. Trông nó rất giống em, từ tính cách và tiềm năng, tất cả mọi thứ đều giống. Nhưng mà anh xin lỗi,
em vẫn cần phải được sống. Lên nào Psycho, cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Chúc mừng, nhưng mà ngươi nên nhớ, ngươi chỉ mới đạt đến cấp độ thứ 4 thôi đấy. Hả? Hắn đã bất tỉnh rồi sao? Hay lắm, đây chính là cơ hội của mình. Mình không thể để nó tuột mất được. Sau bao lâu, cuối cùng ta cũng đã có được thân xác của hắn rồi. Bây giờ thì mình cần phải đi đến nó ngay. Mình phải đến vũ trụ anime. Nè, Doraemon, cậu né ra để mình đến vũ trụ anime gấp. Mình thật sự cần đến đó ngay lập tức. Hả? Bí mú, mình tưởng cậu đi học rồi chứ, sao cậu lại có mặt ở đây? Hôm nay không có lớp, nhưng mà bây giờ vội lắm rồi. Hãy cho tớ sử dụng đi mà Doraemon ơi. Ê mà khoan đã, bí mú, cậu tính làm gì vậy? Sao tự nhiên vội vàng quá vậy? Tớ xin cậu mà, thật sự bây giờ không có thời gian đâu. Mình đi một chút xíu rồi mình sẽ về mình trả lại cậu liền. Lo lắng gì tầm này cậu ơi, cậu ấy đã từng đến đó một lần rồi mà, nên cậu ấy biết chắc chắn rất rõ mình đang làm gì mà. Hơi, tớ chỉ sợ cậu ấy đi lộn vào nơi đó thôi. Thật ra thì vũ trụ anime có hai loại. Loại thứ nhất là loại bình thường, nơi mọi thứ đều đi đúng hướng và diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Còn loại thứ hai thì hoàn toàn ngược lại. Chỉ mong sao cậu ấy đừng vào đó thôi. Nhưng mà sao mình có cảm giác như hồi nãy đó không phải là cậu ấy hay sao ấy?